Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Anh em đừng tích trữ kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời. Chúng ta biết rõ chuyện đó, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta luôn tích trữ kho tàng dưới đất. Tiền bạc, của cải, mọi thứ. Ở đây chúng muốn nói rằng vẫn phải lo cho cuộc sống hiện tại, nhưng ưu tiên và cái bận tâm của chúng ta phải là tích trữ kho tàng trên trời. Nhưng tôi muốn hỏi anh chị em rằng tích trữ kho tàng trên trời là cái gì? Có lẽ nhiều người thì cho rằng là đó là các việc lành phúc đức, đi lễ, rước lễ, đọc kinh, làm việc từ thiện, bác ái, giúp đỡ người này người kia. Đó là tích trữ kho tàng trên trời. Bây giờ mỗi người chúng ta nhìn xem mình thử nhìn mình tích trữ được bao nhiêu rồi, có nhiều không thưa anh chị em? Không biết anh chị em nghĩ thế nào, còn bản thân tôi 81 tuổi rồi, tôi chẳng có gì hết cả. Tích trữ đâu có được cái gì đâu, nếu có chút ít không đáng kể. Bởi vì ngay những cái việc đạo đức mình làm cũng đâu có đàng hoàng, có nguyên tuyền đâu, pha trộn nhiều thứ lắm. Cho nên thưa anh chị em, tích trữ kho tàng đó, đấy là các cái việc lành, việc đức, đạo đức của chúng ta. Nhưng mà những cái việc lành, đạo đức đó, nó không có hoàn hảo. Tức là hoàn hảo là chúng ta làm hết mình, làm chỉ vì Chúa mà thôi. Nhưng bao nhiêu việc được như thế, bao nhiêu việc đạo đức mà chúng ta làm hết mình, hết sức, rồi chỉ vì Chúa. Tôi nghĩ như bản thân tôi cho rằng anh chị em chắc cũng nghĩ thế thôi. Mình đâu có gì có, nếu có thì ít chút trên trời thôi. Bây giờ tôi muốn mời gọi anh chị em, hay đúng hơn tôi muốn chỉ cho anh chị em cách tích trữ kho tàng bảo đảm hơn cả. Mà có nhiều, rất nhiều nữa. Đấy, kho tàng của chúng ta là Chúa Giêsu. Đó là kho báu chôn trong ruột, chôn trong mỗi người chúng ta, trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta quên rằng Chúa Giêsu kho báu vẫn ở với chúng ta từ ngày chịu thánh tẩy cho tới bây giờ. Chúng ta tìm Chúa Giêsu ở nhà thờ, ở trên trời, chỗ này chỗ kia, đền thánh này thì khác, mà ít khi chúng ta tìm Chúa Giêsu trong chính con người cuộc sống chúng ta. Tôi gọi đó là kho báu
kho báu vô tận, kho báu vô tận, không bao giờ hết được hết. Nhưng mà chúng ta, trước hết chúng ta không ý thức mình có kho báu Giê-xu đó. Bây giờ trước hết là phải đánh giá kho báu Giê-xu nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta được Chúa Giê-xu nhận làm gia nghiệp, sản nghiệp của người. Chúng ta được Chúa Giê-xu cứu chuộc. Chúng ta được Chúa Giê-xu yêu mến hết mình, coi như là của Chúa, thuộc về Chúa. Và vì thế, mỗi người chúng ta cũng có Chúa Giê-xu thuộc về mình. Chúa Giê-xu hoàn toàn là hiến thân cho chúng ta, thuộc về chúng ta, cả hồn lẫn xác, cả thiên tính, nhân tính. Có lẽ anh chị em ít nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà đó là đức tin dạy chúng ta như vậy đó. Chúa Giê-xu là kho báu nơi của chúng ta. Thế thì đã có Chúa Giê-xu rồi, chúng ta không có lo tìm kiếm gì khác nữa, không cần ơn này ơn kia nữa. Tất cả mọi chuyện là vì chúng ta chưa ý thức, cho nên chúng ta cứ xin hết ơn này đến ơn khác và các khác, còn quên rằng Chúa Giê-xu có tất cả mọi ơn, thì chúng ta lại không ý thức được điều đó. Mà vì không ý thức là kho tàng Giê-xu đó, cho nên lòng trí chúng ta để vào những chuyện này chuyện khác, chỗ này chỗ kia hay khác. Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Cái điều trước hết tôi muốn nhắc rằng chúng ta có kho báu Giê-xu, kho báu vô tận, mà cái người nông dân kia đó về bán tất cả những gì mình có để được kho báu, để mua được cái thửa ruộng có kho báu đó. Chúng ta chưa nhận ra kho báu Giê-xu nơi chúng ta chưa đánh giá được cái kho báu đó, bởi vì chúng ta không dám đánh đổi, không dám bán tất cả, không dám coi thường tất cả, kể cả bản thân của mình, kể cả mạng sống của mình, coi thường tất cả tiền của, danh giá, thú vui, người này người kia. Cho nên chúng ta không nhận, không đánh giá cho đúng, và không nhận ra rằng mình có kho báu Giê-xu. Và cũng vì thế cho nên lòng chúng ta không thường xuyên ở với Chúa Giê-xu, có những lúc này lúc kia thôi, còn ở với tiền của, với gia đình, với người thân, với tất cả những chuyện này ở khác, nhiều hơn là ở với Chúa Giê-xu. Chúng ta chưa coi Chúa Giê-xu là kho tàng, là những gì quý giá nhất, những gì bảo đảm nhất cho đời này lẫn đời sau. Thưa anh chị em, tôi hiểu theo cái nghĩa Chúa nói hôm nay đó, hãy tích trữ kho tàng trên trời là như vậy. Và muốn tích trữ đó thì bây giờ tôi nói anh chị em là bắt đầu khám phá ra Chúa Giê-xu trong mình. Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-xu cho chúng ta là ban luôn, không bao giờ rút lại, ban người con một. Chúa Giê-xu là của chúng ta, thuộc về chúng ta rồi. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là chúng ta coi thường, đánh giá quá ít. Chúng ta mà vì thế chúng ta trả giá quá ít. Phải dám đánh giá tất cả, dám đánh đổi tất cả, dám liều tất cả mọi sự ở đời này, kể cả mạng sống của mình. Lúc đó chúng ta mới khám phá và nhận ra cái kho báu Giê-xu đời chúng ta. Mà có kho báu rồi thì làm sao lòng chúng ta tưởng nhớ thường xuyên đến Chúa Giê-xu, sống với Chúa Giê-xu. Mời anh chị em suy nghĩ những điều tôi nói xem.
Anh chị em phải tiếp tục suy nghĩ nữa để cho tinh thần soi sáng cho chúng ta hiểu. Bởi vì cái đó tôi chỉ mới gợi mở mà thôi, không đi sâu vào được. Lý do rằng người ta chỉ đi sâu do mỗi người cảm nghiệm bằng cái lòng yêu mến của mình mà thôi, chứ không có gì khác. Nói mãi cũng không ăn thua gì hết, mà lý luận cũng chưa ăn hết. Ta biết như vậy rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu dám hy sinh cho Chúa, dám liều cho Chúa, dám mất cái này, mất cái kia vì Chúa. Bao lâu chúng tôi còn muốn vơ vét rất nhiều của cải, tiền bạc, danh giá, thú vui, rồi vơ vét cả người thân, người yêu, mình không muốn mất hai cả đó, thì lúc đó chúng ta không khám phá ra được kho báu Giê-xu. Trái lại, nếu sẵn sàng, tôi nói là sẵn sàng từ bỏ, thì không có nghĩa là phải bỏ, nhưng mà sẵn sàng mất đi. Bây giờ một cái cụ thể đó, thí dụ cụ thể, người thân của tôi, vợ của tôi đùng một cái bị bệnh mất đi, tôi có đủ bình tĩnh không? Hay là con cái cha mẹ phải chết, hay là cha mẹ chết một đứa con mình yêu quý, chúng ta có đủ bình tĩnh không? Thường chúng ta không đủ bình tĩnh mà mất thăng bằng hết tất cả, xôn xao không còn chuyện nào, tiếc thiêng tiếc quá, nhớ quá, mà không làm sao ấy được, vật vã đủ thứ. Cái đó chỉ nó muốn nói lên rằng Chúa Giê-xu chưa phải là kho tàng của chúng ta. Đó, tôi thí dụ để anh chị em hiểu. Cho nên chúng ta được tiếng là đi đạo, đi theo Chúa Giê-xu, đi lễ rất là đọc kinh. Nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn chưa phải là cái gì chính yếu nhất trong đời chúng ta. Và hơn nữa, Chúa Giê-xu chưa là tất cả của chúng ta. Chúa Giê-xu chưa là tất cả của chúng ta. Bên cạnh Chúa Giê-xu, cùng với Chúa Giê-xu, chúng ta còn rất nhiều chuyện nữa. Con người, sự vật, người thân, quyền của mọi thứ. Chúa Giê-xu chỉ là lẫn lộn trong những cái con người, trong những sự vật đó mà thôi. Thưa anh chị em, chúng ta còn xa nước trời lắm, mà còn xa những giáo huấn của Chúa Giê-xu. Tôi đi tiếp theo cái giáo huấn hôm nay. Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt anh sáng thì toàn thân ánh sáng. Mắt anh tối thì toàn thân sẽ tối tăm. Nếu ánh sáng nơi anh em trở thành bóng tối thì anh em tối biết chừng nào. Người ta vẫn nói rằng con mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng không anh chị em? Tức là gì? Nhưng là những gì sâu kín trong tâm hồn của mình đó, nó biểu lộ ra con mắt. Giờ trước hết mời anh chị em nhìn lại đi. Mỗi người đều có kinh nghiệm, tôi cũng thấy. Nhìn vào những em bé đó, một vài tuổi đó, một vài tháng đó, mắt nó trong sáng, nhìn thích lắm. Nó không có những cái vẩn đục trong đó, bởi vì lòng nó chưa có hướng về những chuyện gì khác. Đôi mắt rất thích thú trong sáng, thích ngắm nữa. Rồi bây giờ lớn lên, chúng ta thấy rằng đôi mắt của chúng ta nó khác rồi. Và nó bắt đầu bộc lộ những gì từ bên trong. Đèn của thân thể là con mắt. Tức là những gì trong chúng ta đó, tâm hồn của chúng ta đó, nó biểu lộ ra con mắt của chúng ta, cách nhìn của chúng ta. Thế thì sao? Bây giờ muốn đôi mắt sáng đó, mắt của tâm hồn, đèn trong tâm hồn đó, thì phải nhìn vào bên trong. Cái gì nó bộc lộ ra đôi mắt? Chính trong cái cõi lòng chúng ta, những gì sâu kín đó,
Chúng ta tưởng rằng mình giữ kín nhưng mà nó vẫn bộc lộ ra bên ngoài. Một lần nữa tôi muốn hỏi rằng cái gì bên trong lòng chúng ta? Tất nhiên không phải là Chúa Giêsu rồi, bởi vì nếu Chúa Giêsu thì đôi mắt nó sẽ bộc lộ khác. Tiền của thú vui mọi sự, các cái đam mê sự đời này, người này người kia, nó chúng ta chất chứa trong lòng và nó bộc lộ ra đôi mắt. Thế chúng ta lại trở vấn đề Chúa Giêsu. Khi nào Chúa Giêsu ở trong lòng chúng ta chiếm hữu hết quả trái tim, tấm lòng của chúng ta rồi đó, thì đôi mắt chúng ta sẽ trở nên sáng ngời. Rốt cuộc vẫn chỉ là Chúa Giêsu, vẫn chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi trong đời sống Kitô hữu chúng ta là Chúa Giêsu, không có gì khác nữa anh chị em nghe đó. Không có gì nữa. Những việc đi lễ rước đọc kinh là để được Chúa Giêsu, chứ không phải tiếng việc rước lễ là nó hay ho gì đâu. Đó là những phương thế để tôi đạt Chúa Giêsu. Đừng bám vào phương thế, phải nhằm cái đích chúng ta tôi nhằm tới khi tôi đi lễ rước lễ đọc kinh, nhằm Chúa Giêsu. Để làm sao? Để tôi bắt đầu khám phá ra Chúa Giêsu trong con người của tôi và đánh giá được hồng phúc được có Chúa Giêsu, bởi vì có Giêsu là có tất cả, là kho báu, là mọi sự rồi. Và tôi bắt đầu sống trong nước trời trên thiên đàng đó ngay từ dưới thế này, vì tôi sống với Chúa Giêsu. Vì thế thưa anh chị em, tôi muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Tất cả đời sống của chúng ta, đời sống đạo đó, là Chúa Giêsu. Tất cả cuộc sống hiện tại này là Chúa Giêsu. Và tất cả cái ơn cứu độ đời sau đó cũng là Chúa Giêsu. Không có gì khác hết. Thư gửi đến hữu Hiếp-ri nói làm sao? Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi là như vậy. Đó, cho nên bận tâm của chúng ta không có bận tâm vào những chuyện khác, chỉ bận tâm làm sao để sống với Chúa Giêsu, để thuộc về Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Và để có thể thuộc về Chúa Giêsu, để mỗi ngày Chúa Giêsu lớn lên chúng ta, thì buộc phải trả giá, tức là phải bớt đi, bớt dần tất cả mọi sự, mọi người, tiền của mọi thứ, kể cả chính mạng sống của mình, phải tiêu hao tất cả vì Chúa Giêsu, để được Chúa Giêsu. Trả giá bao nhiêu thì được bấy nhiêu, thưa anh chị em. Ta biết rõ nguyên tắc đó. Trả nhiều thì được nhiều, trả ít thì được ít. Dám trả giá tất cả thì được tất cả. Cho nên thưa anh chị em, cái câu chuyện ngày hôm nay tôi nói với chị em đó, thưa anh chị em, nó là tất cả đạo của chúng ta đó. Không có gì khác nữa. Tất cả ơn cứu độ đó, sự sống đời đời đó, là mọi chuyện tốt lành đó. Thiên Chúa ban Chúa Giêsu là ban tất cả rồi. Chúng ta có Chúa Giêsu nhưng mà chúng ta chưa nhận ra điều đó. Chúng ta chưa khám phá Chúa Giêsu, chúng ta chưa dám liều vì Chúa Giêsu, chúng ta chưa dám đánh đổi tất cả để được Chúa Giêsu là tất cả.